Chào anh em đến kênh Shop Taco Sài Gòn. Hôm nay bên đi cao Phước An nha. Hôm nay thì có Vinh với My với Đặng thôi. Qua đây chủ yếu là câu cá đục. Hồi bữa thì cái đầm này cá đục quá trời luôn, nhưng mà không biết sao hôm nay nãy giờ My câu được khoảng 15 phút rồi, không có dính cá đục nữa hết. Không biết cá đục nó có mùi hay sao, hay là đi ra hết hay sao. Nhưng mà hôm nay thì mình không có câu tôm mà mình câu con trùng lá. Kiếm cái con trùng biển á, câu thì nó ngon hơn, nhưng mà trùng biển thì không có. Thì câu đỡ trùng lá, nhưng mà câu nãy giờ rồi không có con nào ăn hết. Đầm này thì chút xíu mình cũng câu cá đục luôn, nhưng mà giờ mình câu cá chẽm trước nha. Đầm này thì lúc trước mình câu mồi giác cầu sơn sát nó nặng ghê lắm, không biết hôm nay sao ha. Lâu quá cũng quay lại đây thì cũng không biết tình hình cá nó như thế nào. Lúc trước thì câu sơn sát nặng ghê lắm, hôm nay không biết sao. Hôm nay thì cũng là ngày có nước nha. Đầm thì người ta cũng lấy nước từ ở trong đầm đi ra ngoài sông nè. Có thể trưa trưa người ta sẽ lấy nước vô lại. Đầm này thì hiện tại bây giờ thì khoảng 9 giờ mấy rồi. Nó không ăn mà bóp đâu. Thì bên sẽ câu sơn sát. Rồi ok chơi nha. Chơi. Đứng chỗ quen thuộc thôi. Cá đục ta câu hết hay sao á, không có con nào ta. Đầm này thì sơn sát ăn ghê lắm. Cái nhộng nó cũng ăn sơn sát, cái chẽm nó cũng ăn sơn sát. Hôm nay bên vẫn đánh là cây Olympic Super Koto AT nha. Máy thì Isis Adobe 2000S. Dây thì Dual AM 0.6. Leader thì Sendai Tonagi 20 bao. Vô. Thế bảo không? Cái cá chẽm này nè mọi người. Sao anh thấy nó tưng tưng hoài mà nó không ăn hả mày ạ? Kỳ quá ta, cá đục nó đi đâu hết trơn. Anh em câu sơn sát thì anh em cứ quăng ra quay như thế này thôi ha, vũ như thế này là xong quay thôi, không cần phải làm gì hết á. Hello chào anh em nha. Vinh đánh nãy giờ cái miệng cống trên á thì đánh được chắc khoảng 3-4 đường á, thì có cái chẽm nhỏ nó ăn vô mà Vinh mắc cũng được, nó vụt ra rồi. Giờ hai anh em đổi xuống với cống dưới. Cống dưới này thì Vinh bắt cá nhiều hơn là cống trên. Cống dưới này thì năng nhiều hơn, nhưng mà cống dưới thì không có nước. Nhưng mà ngộ á là không có nước nhưng mà cá nó vẫn ăn nha. Nó sâu. Cái cống này nó ngộ, cái đầm này nó ngộ vậy á. Không có nước mà cá nó vẫn ăn. Nước này lớn quá trời. Nước lớn hả ta? Mấy đùng vậy luôn á. Trời ghê vậy? Bể đầm luôn hả Đặng? Hôm qua cái đùng sửa đỏ bên trong luôn, phục vụ khoảng xíu nó bể á. Rồi. Và nó em đi rồi nó lập cái xe tới đốt máy luôn nè. Rồi. Rồi sao cá đi ra ngoài hết luôn à? Cá đó, tôm rồi. Quan trọng để đâu? Tôm rồi đó. Khi nó bể vậy gặp cái đùng để lâu năm á. À. Nó bể vậy thì nó lại sạch bãi. À sạch bãi hả? Ừ. Nhiều khi tôm đi ra ngoài hết lỗ chứ không có gì. Những cái đùng nó chịu tôm nó nằm ở đây á. Có cá này nó hay đi rồi, cá với cua thì hay đi. Là chắc mấy nóng đáy mà nó trúng luôn. Hôm nay mấy năm nay nghỉ nhớ rồi nha. Nghỉ nhiều hả? Nhà nước bắt nghỉ nhớ rồi. À. Giờ nó còn mấy sợi đâu. Rồi ok. Chữ dính cái nhồng rồi ha, nhỏ sướng ha. Đúng rồi, nó tát nổ tát sướng. Nhưng mà con đó với con bóp của chú đầm nó nung ra cá. Chả biết nung ra cá, nhìn cá tên ơi à. Mồi cơn mồi nào chả ra cá. Mồi chú đầm thấy đánh nó bóp đồ đó đồ ra cá đâu. Hello nhà anh em nha. Hôm nay Vinh đi đồ nhiều quá, Vinh không có đem theo mồi nhiều. Thì Vinh không có mồi nổi, Vinh chú đầm kêu nói lấy con mồi của em đánh nhìn anh em nhìn mồi màu nè. Vinh nhìn màu này là Vinh hết muốn đánh luôn á, thiệt luôn á.
Nhưng mà nãy mặt lắm á, mới lấy con này đánh thử á nha. Chị biết không, người ta đấy. Nhìn cái màu là hết muốn đánh luôn à, anh em nhìn màu này nè. Cái màu này mà lên cá, em lên lưng chủ đầm nướng nha. Ồ, ghê, okay, lưỡi ra ma rồi ha. Ghê thiệt, dữ dằn. Mình chơi thử thôi anh em ơi. Để thử thôi nha, đi cá mà thở. Này mà nhộng nó ăn vô là mất mất điều mà là không có con này đền nha, chú đạm nói trước nha. Cái gì cũng nói trước, cái dù mình có cái con tương tự mình đền được, nhưng mà giờ cái con này mình không có thì sao mình đền. À, bên đó thì chuyên về giác cò thôi anh em à, còn đua hồ với đại megabass ima rồi bên ít lắm, bên này chuyên giác cò. Con này mà lỡ mà bị cá nhồng nó cướp thì thôi chịu nha. Mà giờ cái màu này thiệt, bây giờ ở trên mạng nó bán đầy luôn, chắc 100.000 con á anh em. Anh em nào mà có thanh lý chắc chừng 100.000 con à. Ghê. 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 Dữ dằn chắc á. Trời ơi. Ủa? Anh em coi nhanh kìa. Đang rổ ra luôn. Trời ơi trời. Anh em nhìn nè. Cái điểm. Ok. Được, ghê ha, có tùng luôn anh em ơi. Ghê không? Mồi của chú đầm bán quá anh em ơi. Nhưng mà mấy con này đã nó quýnh được mấy con này thôi chứ chẻm rồi với lại nhộng rồi không ăn. Chỉ nó ăn giờ nè. Ghê không? Quá dữ ha. Lần đầu tiên mà Vinh lôi được những con này luôn đó nha. Anh em lôi được con này nhiều nhưng mà Vinh thì chưa bao giờ lôi được con này. Còn cái lưỡi gà mà nó bán quá, nó vô ghê quá. Đến. Giờ cá chẽm, giờ cá chẽm. Giá cầu video 67 nha, lên hàng, lên hàng. Nhỏ, chậm nhỏ. Lấy luôn hả? Đó là kẹp. Đó là em kẹp đây. Ở dưới này chỗ đồng, hàng hay chỗ đồng. Ờ, à, ok. 5kg. Ở đây rồi, ok, hàng kẹp, để anh nè. Đúng rồi. Rồi 67 nha, anh hẹn nha. Cá ăn chậm, nãy giờ bên với Đặng đánh khoảng chắc cũng khoảng là 2 tiếng rồi đó. Giờ mới dính được con nè. Cá ăn chậm, nay chắc thưa cá nhiều rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.